Ok, và hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Mr. Video bạn ơi, và bên cạnh mình đó chính là Happy Fly. May cho bạn là bởi vì hôm nọ video xin chúc mừng đồng chí Hà Tiêu, video rất xuất sắc, được hẳn gần 100.000 lượt xem các bạn ạ. Thế là lại phải quay tập lại được quay tập 3. Là ấy là cậu cũng hơi kiểu hơi ép buộc chỉ tớ chơi đúng không hay sao? Tớ tự nguyện ạ. Tớ rất thích để được chỉ cậu chơi. Những cái lúc mà ngồi đợi cậu đập 1 hecta đất, hay lúc đợi cậu gọi là xây ngôi nhà đặt từng block, tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Dạ, là tới hồi nãy là nói nhầm đúng không? Lại phải quay là nói nhầm đúng không? Dạ. Rồi ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cả tập 3. Mình cũng không biết là tên cái series này là series, bởi vì mình nói thật với các bạn là mình không có ý định là sẽ quay nhiều tập Minecraft, bởi vì tập đó mình nghĩ là mình định hướng dẫn Hà Tiêu thôi. Nhưng mà ai ngờ là Hà Tiêu cuốn mà thì đấy là bẩm đi, nhưng mà do các bạn thích quá và các bạn cứ liên tục gọi là support cho Hà Tiêu đạt đủ KPI, thành ra là bây giờ đủ KPI thắng rồi thì nói gì nữa. Nên là ok, chào mừng các bạn đến với tập 3 và chúng ta sẽ không mất thời gian thêm nữa, quay trở lại với vũ trụ sinh tồn kiểu Hà Tiêu. Let's go. Rồi ok, ngày hôm nay là nhưng mà ngày hôm nay chúng mình có được gọi là trở về sinh tồn bình thường không, hay là mình vẫn cứ chơi theo kiểu này? Từ đó giờ mình vẫn đang sinh tồn theo kiểu bình thường với cậu, còn không bình thường với tớ. Ý là tớ cảm thấy là tớ không bị mất máu, hay tớ không bị mất sức lực hay đồ ăn, tớ thấy giống như nó hack game vậy. Nó không phải hack ạ, mà nó là gọi là tớ đã sử dụng một số biện pháp gọi là hỗ trợ người mới chơi phương thức chiến thắng để giúp cho cậu có thể gọi là xây được ngôi nhà. Còn nếu không cậu sẽ mất khoảng 3 tập cậu không xây xong ngôi nhà. Vậy là hôm nay tớ lại được chơi theo cái kiểu hỗ trợ này nữa hả? Không ạ. Chỉ là tớ phân định rõ ra là hôm nào là cậu chơi theo kiểu yên bình, còn hôm nào cậu chơi theo kiểu gọi là đánh nhau thôi. Hiểu không? Tại vì biết sao không, mặc dù là tớ hơi tèn, tớ chưa biết chơi thiệt, nhưng mà tớ là một con người rất là thích gọi là cái sự gọi là thử thách, và cái sự gọi là thực tế, và cái sự gọi là dân chân rồi đó, thì nó sẽ thú vị hơn. Đúng. Bằng tất cả kinh nghiệm của một người chơi Minecraft, tớ khuyên cậu là nên học cách chơi Minecraft ở mức độ cơ bản. Khi nào mà cậu gọi là cảm thấy chơi được sương sương rồi đó, thì tớ sẽ hướng dẫn cậu chơi một cách sinh tồn nghiêm túc. Còn nếu như cậu muốn chơi một cách gọi là thử thách mà... Thì mà mặc dù là tớ chưa có biết rõ, nhưng mà có cậu ngồi đây mà. Có những thứ mà đến tớ cũng không thể nào mà đét nổi. Thì ý là tụi mình có, mình vẫn cứ để cho sức lực với máu đồ nó như bình thường, thì khi mà mình hết máu hết đồ ăn thì mình đi kiếm thôi. Ok là thế. Thân vận động á, chứ mình đừng có gọi là đùng một phát là có đồ sẵn. Vỗ tay cho tinh thần đấy các bạn. Tinh thần rất là gọi là tự lập, tự cường và rất là mạnh mẽ của Hà Tiêu. 5 phút hết video. Hả? Vì lúc đấy thì mình chết, mất hết đồ rồi, mất hết đồ ăn rồi, còn gì đâu mà chơi, chẳng lẽ chơi lại được đâu. Thế sao chết thì gần là mình phải lo, mình cấp báo rồi mình lo đi kiếm đồ ăn rồi đi chứ. Thôi được rồi, rất nặng về ăn uống. Còn chưa thèm hỏi tớ là ngày hôm nay quay chủ đề gì. Cứ hồi nói nãy giờ thôi. Biết chơi chơi đi, người ta không chỉ nữa. Biết chơi đi. Xin lỗi, thôi đừng có dỗi. Ngày hôm nay mình chơi gì á? Ngày hôm nay mình đi bắt bò. Bắt bò? Là ngày hôm nay mình được gọi là thuần hóa động vật đúng không? Dạ. Ngày hôm nay thì mình cùng với cả Hà Tiêu sẽ đến với cả một chương gọi là giáo án huấn luyện người nuôi thú. Và Hà Tiêu sẽ được trải nghiệm cảm giác gọi là chăn nuôi. Trong tập 2 thì cô ấy nói gì mọi người còn nhớ không ạ? Hà Tiêu đã nói với chúng ta rằng là tớ muốn có một ngôi nhà, sau đó sẽ trồng cây rồi nuôi gà nuôi bò gì đó. Đã kể thế. Thì tất nhiên là nhớ kỹ rồi. Rồi ok, bây giờ việc đầu tiên cậu cần làm đấy là đi lên cái chỗ ngôi làng của mấy ông dân làng lúc nãy đi. Đáng nghĩ ra là trong người cậu là bây giờ đang có sẵn gọi là hôm trước là cậu có rất là nhiều lúa đúng không? Bây giờ cậu cần phải đi gọi là đi gặp mấy ông dân làng đi. Đó, đi gặp. Gặp gì vậy? Gặp mấy ông dân làng đi, có việc. Có việc. Có việc. Có việc gì nữa? Có việc, bây giờ mình ra cần nhờ ông dân làng. Đến lúc cần nhờ cậu nhìn à, thấy lúa chín không? Gặt, mượn lúa. Mượn. Cho xin miếng lúa nhá. Xin miếng lúa. Ê, nhưng mà tớ có một thắc mắc là
ở trong Minecraft là ngoài con bò ra là mình còn thuần hóa được con nào nữa? Ngoài con bò thì mình có con gà. Con gà, con heo đúng không? Con cừu. Ui, quá trời dưa hấu này. Tớ bảo cậu lấy lúa cậu đi đặt dưa hấu người ta chị ạ. Ấy là tớ lỡ ở bên kế bên lúa là dưa hấu thì lấy hết lần. Là ý là mình là tớ bảo cậu ra cậu lấy lúa để cậu đi bắt bò thôi đó. Mà cậu thấy dưa hấu là thứ cậu tiện tay cậu cũng lấy vài trái để anh ăn. Con bò đó có đúng là nhìn cậu kìa. Là mình sẽ dùng lúa để mình dọc dụt bò hả? Cậu có nhớ con bò này không? Có. Con bò này trong tầm 1 là cậu đấm nó đó. Nhưng bây giờ nó vẫn ghét cậu lắm. Nào bây giờ ở trong Minecraft ấy thì nếu những loài động vật nào nó cùng với cả giống với nhau, tức là ví dụ con bò cùng với giống, tức là những con bò với nhau á, nếu như cậu tấn công một con bò thì nó sẽ bị, nó sẽ kiểu giống kiểu là con loài bò sẽ không thích cậu. Cậu sẽ bị giảm mất cái điểm thân tình với loài bò. Hiểu không? Nguyên một loài luôn. Đúng. Tức là nó đi theo dây luôn á. Ý cậu á là khi mà tức là... gây sự với một con bò thì tất cả những con bò còn lại nó đều ghét tớ. Đúng rồi, tức là nó sẽ kiểu sao nó biết được. Tức là cậu sẽ bắt nó một cách khó khăn hơn những con khác. Sao nó biết được là tớ gây sự với con nào mà nó biết. Nó là hệ thống của game mà tớ đâu biết. Nó giống như kiểu cái con quái vật, cái con zombie mà cậu đánh một con là những con khác nó đuổi theo cậu liền à. Bây giờ con bò này, bây giờ tập 1 là cậu đã đánh một con rồi nên là cái điểm thân tình của cậu với con bò, tức là tớ gọi là điểm thân tình vì tớ không biết gọi là điểm gì. Đó, nên là bây giờ nó cứ đi đi nè, nó bây giờ cậu muốn bắt con bò là cậu sẽ phải cậu cầm lúa trên tay, tức là cậu phải có đồ ăn mà nó thích đã. Rồi ok, cầm trên tay để xuống tay. Đúng rồi, đúng, cầm trên tay rồi để lên. Rồi ok, tắt đi. Rồi ok, bây giờ cậu cầm trên tay. Rồi. Bây giờ cậu di chuyển đi. Đúng rồi, cậu di chuyển đi, cậu lùi đi nó sẽ đi theo cậu. Đúng rồi. Đấy. Quay lại xem nó có chạy theo không. Đó. Ui. Ok. Bây giờ cậu, nhưng mà vấn đề ở chỗ là nó đi theo cậu thôi, chứ còn bây giờ nếu mà cậu muốn nó có thể sinh sản được và bắt nó có thể nuôi được ấy, thì bây giờ cậu dắt nó xuống bên dưới chỗ trống kia đi, tôi chỉ cho. Đây. Rồi. Được chưa? Về nhà với chị em, về nhà. Ủa, sao không đi theo nhở? Cái điểm thân tình nó bị giảm nên là cậu phải đứng rất gần, còn nếu mà điểm thân tình cao cậu có thể đứng xa. Trời ơi, bữa tự nhiên biểu tao quánh con bò chi vậy? Tại cậu mà giờ. Nếu không quánh nó thì leo nó có đồ ăn. Nguyên loài bò ghét trời luôn. bây giờ là sao để tăng lại cái điểm thân tình? Bây giờ nếu mà muốn tăng điểm thân tình á thì bây giờ cậu sẽ phải cho nó ăn á. Cho nó ăn đúng không? Cho nó ăn như nào đây? Bấm chuột phải vào hả? Đúng rồi, cậu ấn chuột phải người nó đó. Ui, cậu thấy được trái tim không? Ê, tớ nhìn cái mặt nó sắc đạn luôn rồi. Rồi ok, bây giờ thêm nữa không hả? Cho ăn thêm không? Không, mình cho ăn nó một cái thôi là nó hiện trái tim, là cậu đã gọi là phục hồi lại cái tình yêu thương với con bò ok, đó. Ok, rồi, đi theo chị em. Đó. Trời ơi, đi gần, mê gần, liền. Đi gần gần xíu. Có miếng đồ ăn là mê liền. Rồi ok. Rồi bây giờ cậu kéo nó đi, cậu kéo nó về cái nhà hai lầu của cậu ý. Nhà mình đấy hả? Đúng rồi. Ok, đi theo chị em về đây, chị nuôi em nè. Em ở ngoài đó cô đơn một mình tội nghiệp. Rồi bây giờ nó đi theo cậu, nó về đến đây rồi. Nếu mà con bò này nó có suy nghĩ thì nó sẽ hỏi là mày đưa tao đi đâu vậy? Thế cậu muốn nó đưa đi đâu vậy? Đi về nhà nè. Rồi sao? Thì cậu bảo là đem nó về nhà xong thuần hóa nó, xong mình nuôi nó cho nó đẻ. Đúng, con bò này á. Ôi, nhưng mà đâu có cho bò trong vô nhà đâu mà mở cửa. Nhưng mà con bò này bây giờ nó mất thiện cảm với cậu rồi, và bây giờ nó cần sự an toàn. Nếu mà cậu không đảm bảo an toàn được nó thì nó sẽ không đi theo cậu để cậu nuôi nó. Nhưng mà bò ở trong nhà. Thì bây giờ cậu phải nhường cái nhà cho con bò ở. Xây cái chuồng cho nó được không? Thì bây giờ xây cái chuồng cho nó, nhưng mà vấn đề nếu mà cậu xây chuồng nó không đẻ thì bây giờ mình nuôi nó để làm gì? Ủa, tại sao không đẻ trong chuồng mà đẻ trong nhà hả? Thì bây giờ cái nhà nó được xây kín, nó bây giờ còn nếu mà mình xây cái chuồng thì mình cũng phải xây cấu trúc như một cái nhà. Nên là cậu cho nó vào nhà đi, cậu ra ngoài cậu ở. Hả? Thì bây giờ cậu cũng ở trong nhà mấy đâu. Thì bây giờ tạm thời cứ để cho nó ở đi. Mình xây cái nhà khác. Mình xây cái nhà để mình ở thôi. Mình cho con bò ra đường nào lên. Thì bây giờ tập 1 cậu đấm nó rồi thì tập 2, bây giờ tập 3 nó sẽ khó khăn hơn. Là cho nó ăn cũng không đủ nên để. Chỉ để đủ để nó đi theo cậu thôi. Còn bây giờ muốn nó sinh sản thì cậu phải nhường cái nhà cho nó tạm thời thôi. Tạm thời vô đây đi. Ờ, đấy cho vô. Rồi ôi ơi, rồi ok. Rồi cậu chạy ra ngoài đi, cậu chạy ra ngoài, cậu đóng cửa lại. Nhưng mà nó đi theo tớ không? Nó không đi theo, nó đi theo cậu đấy, đóng cửa lại luôn, đóng cửa lại. Đóng. Chứ phải. Đúng rồi, đóng. Rồi ok, rồi chị cái nhà. Ê, nó bị nhốt rồi nè. Đúng rồi, cái nhà này bây giờ chính thức là thuộc về con bò. Một cái nhà hai lầu đẹp như vậy chỉ để nuôi một con bò. Thế giờ thành cái chuồng bò. Nó sẽ trở thành con bò cô đơn nhất thế giới này, nên là cậu phải mua thêm, phải kiếm thêm một con bò đực. Đúng. Bây giờ cậu đi tìm một con bò đi. Đó, ok, cậu chỉnh lại đi. Rồi, bây giờ cậu cho nó ăn. Đây. Rồi. Ok, rồi.
Rồi con bò nó đã yêu cậu hơn rồi đấy. Rồi cậu đi về dắt nó về nhà cho nó ở cùng con bò kia. Xây một ngôi nhà to cho bá lũa xinh đẹp như thế này chỉ để nuôi hai con bò. Ôi sao con kia nó không vào từ nhà vậy? Nó không theo tới vào nhà. Nó đi ra thêm nè. À đi ra đây. Ôi rồi. Cậu thấy không? Ấn tượng xấu với loài bò là đây, thành ra mình bắt nó rất là khó. Đây đây hai đứa vào trong chung. Cậu đi vào đi nào, chú tự đi theo. Đi vào đây. Rồi ok, việc cậu cho hai con bò ăn. Đúng rồi. Một, hai. Nó hôn nhau kìa. Cái việc tiếp theo mà cậu cần làm đấy là bây giờ cậu sẽ phải gọi là gì ta, đi đi nghỉ ngơi, đi ngủ. Bây giờ cậu cần đi ngủ bởi vì trời tối rồi nè. Là để quá chuẩn bị ra rồi. Đúng rồi, nó sẽ đi tấn công hết. Con bò nó leo lên cậu thấy luôn hả? Thì đây là nhà nó mà, phải nhà cậu đâu. Đó là tớ ở ké nhà của mấy con bò hả? Nhà tớ xây cực khổ. Không phải là chiếm mà vấn đề ở chỗ là tập 1 cậu đánh một con bò, bây giờ cậu phải đền bù cho nó chứ. Ê con bò này có vắt được sữa không? Có. Ui. Nhưng mà muốn vắt sữa thì cậu phải có cái xô. À là phải đi làm cái xô. Đúng. Mà muốn có cái xô là phải đi tìm nguyên liệu như là đồng sắt. Đúng vậy, thông minh đấy. Mà muốn tìm đồng á là phải đi mai. Đúng. Wow. Là bây giờ tên mai là bây giờ ok. Đi mai thì phải sau này rồi. Đúng rồi, sau này mình mới đi mai được. Còn bây giờ con bò nó có nhà của nó rồi. Còn cậu thì lại trở thành vô gia cư. Nên là việc tiếp theo cậu cần xây chuồng cho bản thân mình. Các bạn ơi, có thấy cái gì sai đấy không? Tôi có bị lừa gì ở đây không? Tôi thấy nó kỳ kỳ. Người ta bảo mất bò mới lo làm chuồng. Thì bây giờ cậu chưa mất bò thì cậu đi xây chuồng thôi, có gì đâu. Tớ xây chuồng là tớ có đổi được nhà cho tụi nó ra chuồng tới vào nhà lại. Không, cậu xây chuồng cho cậu. Tớ ở chung với mấy con bò luôn. Nhà của mấy con bò rồi. Thì tớ ở chung với nó, tớ lâu lâu tớ vô tớ ngủ một cái cũng được mà. Thôi bây giờ cho tớ đi tìm con thêm con khác nữa được thì không? Cậu phải có chuồng chứ. Nên là cậu không có một cái chuồng nào mà cậu cứ nuôi. Dạ thôi không mấy, tớ nhờ hàng xóm xây giùm tớ cái chuồng được không? Hàng xóm nào? Hàng xóm mới cho dịch. Nào bây giờ cậu quyết định đi, cậu muốn đặt cái chuồng ở vị trí nào nào? Dạ, tớ muốn đặt cái chuồng ở đằng sau đít nhà. Thế còn cái vườn của cậu? Cái vườn ở hai bên hông. Vườn ở hai bên hông, hai bên này hả? Còn cái chuồng ở đằng sau nhà là đây. Rồi nhất trí, hạt tiêu đồng ý là xây chuồng ở đây nha bạn. Ok, mình sẽ xây cho hạt tiêu một sao cái chuồng. Sao vậy? Có cái gì nguy hiểm mà sao kia nó nói gì vậy? Không, thì cái quyết định của cậu ơi, tức là tớ hỏi cậu là cậu nhưng thích mà nó cậu... sao không? Không sao, thoải mái, hoàn toàn yên tâm nha. Bởi chuồng của cậu mà, không phải của bò đâu. Thì cậu ở thôi. Sao không ở trong chuồng? Thì biết có cái nhà thì mình vẫn phải trả cho con bò rồi. Thì bây giờ con bò nó là chủ nhân của cái nhà thì mình phải xây cái chuồng cho mình ở chứ. Làm sao cậu đuổi nó ra đi được? Bây giờ nó phải ở trong nhà thì nó mới sinh em bé được. Đứng ở đâu cũng được mà. Đâu, phải đứng trong nhà, tớ đố cậu cho ra ngoài mà nó sinh được. Đấy là phải kính cổng cao tường thì nó. Đúng vậy, nó phải có sự riêng tư. Nhưng mà tạm thời là vậy đi, rồi mai mốt tớ chơi giỏi rồi tớ tự xây một ngôi nhà khác cho tớ. Còn bây giờ là tạm thời sống ở... Ở chứ bò. Ở vậy. Ok. Nhưng mà bây giờ là tớ muốn là tớ đi tìm thêm con vật cho... Là ý là mình muốn nuôi thêm con khác đúng không ạ? Dạ. Rồi ok. Tớ muốn nuôi con cừu với con gà nữa. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là quanh đây tớ chưa nhìn thấy con cừu với con gà nữa. Quanh đây á thì do cái... cái gì gì? Mới... Sao mới nói được hai câu cái mà lặn cái một hồi xuống đáy sau vậy? Có cái có thể gọi là có ích cho cậu rồi. Đúng theo yêu cầu của cậu. Là tớ đã thấy có một con vật mới. Đó chính là con cừu. Cừu đen, cừu trắng không kìa. Có hai màu luôn á. Wow. Rồi ok, bây giờ con cừu này, tôi bật mí với cậu là nó cũng ăn lúa. Nó cũng ăn lúa giống con bò. Đúng rồi. Rồi bây giờ cậu có thể gọi là dẫn nó. Trời ơi, tôi mới đứng đây mà hai đứa lợi rồi nè. Thì đó, nó gọi là nó hấp dẫn bởi mùi lúa đấy, không phải bởi cậu đâu. Có một cái công cụ rất là hay trong Minecraft. Đây, chính là cái la bàn. Cậu nhìn thấy không? Cái la bàn trên tay nè. Cái la bàn này nó sẽ giúp cậu biết được hướng để cậu có thể đi về nhà. Bây giờ cậu nhìn nhá. Cái la bàn này cứ hướng nào mà cậu quay lưng này, cậu nhìn thấy không, nó chỉ xuống dưới này nè, thì là cậu đang đi ngược hướng với nhà cậu. Còn cậu quay hướng nào mà cái kim ở chỉ trên bản đồ này nè, chỉ thẳng. Đúng, nó chỉ thẳng là đi đúng hướng. Thì là cậu đang đi đúng hướng về nhà cậu.
Đó, đây là cái la bàn, nó sẽ giúp cậu. Đây là thứ mà tớ rất cần trong cuộc đời của tớ. Thì cậu thường xuyên đi lạc đúng không? Đúng vậy. Rồi, ok rồi, cậu dắt hai con cừu về đi. Nó giống như Google Maps vậy. Cậu đang có một con cừu đen, một con cừu trắng, thế là ok rồi đó. Hai đứa đi theo tớ luôn hả? Đúng, nhưng mà đi chậm thôi, không đi nhanh quá là nó không đi lại. Dạ. Ê, nó cứ bơi qua sông được không? Mình có thể dắt nó đi đường vòng được ạ. Đó, đi đường đó về, được mà. Cậu xem hai con cừu nó còn đi theo cậu ông đã, cậu đi lẹ đi. Đi một hồi mất hai con. Con cừu đâu rồi? À đây 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 đây. Nó tốt đằng kia. Cậu chỉ còn một cây lúa thôi đó. Nên là hãy giữ cẩn thận và để dụ chúng nó về đi. Ê, Dương Làng trồng lúa chín chơi, đang trộm đi. Dương Làng này làm việc chậm chạp lười biếng lâu có lúa. Tôi cảm thấy bắt đầu sai lầm khi mà tôi hướng dẫn cho Hạt Tiêu chơi game mà cái việc đầu tiên là cô ấy biết đến cách để gọi là gì đó, bóc lột sức lao động của tôi là. Tôi thấy hơi sai sai đó. Cô ấy coi việc ăn trộm là một điều đương nhiên. Đi lộn đường á. Bia không phải lộn đường, tới đây thì bia cậu sẽ làm cái việc này. Là cậu sẽ xây cầu cho mấy con cừu của cậu đi. Trời ơi. Đây, đây ạ. Thì cậu xây cầu nó đơn giản thôi, có gì đâu mà chờ ở đây. Chúng ta đặt như này. À, được. Ôi, cậu đang đứng trên mặt nước được luôn hả? Không, tớ giữ nút ship. Đây. Ship hả? Là được đứng trên mặt nước hả? Là nó sẽ không bị rớt xuống mặt nước, nó sẽ ra ngoài rìa cái cạnh này thôi chứ nó không rớt nước được. Đây là giữ nút ship này, nó thả ra cái là rớt. Thấy không? Thôi, chỗ đoạn này khó quá, cậu làm cho tớ đi. Ok, tớ sẽ hỗ trợ cậu qua được cái cây cầu này. Dạ. Trời gần tối rồi. Ôi, lẹ, không phải quá ra. Bây giờ cái chuồng con cừu ở được không? Ở được. Nó có đẻ không? Hả? Con cừu có đẻ không? Có. Ở chuồng nó có đẻ không? Có đẻ. Được. Rồi vô chuồng đi con. Okay. Rồi đóng cửa lại. Đóng cửa lại. Rồi cho ăn đi đẻ. Đi ngủ ra con quái vật nó đẻ ngoài. Thích đẻ lắm. Đam mê đẻ lắm. Con bò nó leo lên giường tớ luôn kìa. Thì ai bảo cậu ở trong nhà nó? Cậu đang ở trong nhà. Cậu biết ai là chủ ai là tớ không? Nó là chủ. Tớ là chủ. Lúc nãy cậu đã nói rõ là cậu nhường cái chuồng cho con nhà cho con bò rồi. Tớ nói giả bộ để dẫn nó về thôi. Chứ thật ra tớ vẫn là chủ. Chứ không có chuyện mà con bò lú ở trời kia. Ê, Dương Làng, Dương Làng trồng lú rồi. Là mình lúc của Dương Làng. Ừ, chứ sao khỏe. Ê, nhưng mà muốn mình trồng mà mình trả lại. Thì cậu trồng luôn đi chứ cậu còn lại mai mốt cái gì nữa. Cậu gieo hạt đi, cậu đang cầm hạt trên tay đó. Ủa, đây là hàng hả? Ừ. Thì tớ về tớ làm vườn đã. Cậu gieo luôn xuống đất chỗ dân làng luôn. Dân làng đang có cái ruộng sẵn của người ta rồi. Thôi để tớ đi ở nhà tớ đi. Thì cậu mang hạt giống của người ta về nhà cậu trồng thì người ta lấy cái gì người ta ăn? Thì cơm người ta qua nhà tớ ăn. Qua nhà tớ lấy lại đi. Ý là nó trồng ở nhà tớ thì kiểu nhà tớ là giàu rồi đó. Ruộng lúa. Là ý là cậu không những lấy đồ của người ta còn muốn bắt người ta về làm nô lệ à? Không phải, về làm nô lệ. Ôi, ê, bắt nô lệ được hả? Ấy là cái người ta qua nhà mình người ta cái đầu này có suy nghĩ là bóc lột sức lao động của dân làng là không cũng vui ấy là mình là đế chế đó. Thì cậu trồng xong thì mấy cái hạt này thì cậu trồng lại cho dân làng thôi, rồi mốt nó tự lớn có gì đâu, rồi mốt cậu rảnh nỡ đâu mà cậu. Ê, vậy là nhưng mà tớ phát hiện ra là cái đất này nó khác với lại cái đất bình thường nha. Dạ, cái đấy cái... Nó có màu. Dạ, cái đấy thì có lẽ là trong tập sau đi ạ, tập khác à, ạ. Khi nào đấy đi? Là hèn gì cậu không chỉ tới làm vườn là tại vì phải có cái đất đó đúng không? Dạ đúng rồi. Và thậm chí... Ê, Dương Làng kìa, bữa tới Tết tớ chưa gặp được nhiều người, bữa nay nhiều người quá à. Thế cậu chào người ta tiếp đi. Thôi, ta không... thương đâu nghe đâu. Xạo. Ý là vô ngó cái. Rồi ok, tớ sẽ giải thích nhanh cho cậu này. Mỗi ông dân làng này sẽ có một cái nghề. Và khi cậu ấn vào người ông ý thì ông ấy sẽ trao đổi mua bán với cậu bằng một cái đơn vị là emerald, tức là ngọc. Thậm chí là bán những cái cây kiếm rất là khỏe nè. Ngọc này là đi mai đúng không? Ngọc này là cậu đi mai là cậu đào đến tận ngoài cái kiếp sau luôn, nó không đủ luôn á. Chưa đâu ra cơ ngọc ở đó vậy? Cái ngọc này á thì bình thường là mình sẽ kiếm bằng cách là mình sẽ một là đi mai, hai là mình sẽ đổi với chính dân làng luôn. Tức là có những ông dân làng thì yêu cầu là cậu phải đưa ngọc thì ông ấy sẽ đưa cho cậu đồ. Nhưng có những ông dân làng thì ông ấy sẽ thu mua đồ của cậu và đổi cho cậu ngọc. Hiểu không? Tức là ví dụ nhá, bây giờ cậu muốn mua kiếm đi của một ông dân làng thì ông ấy yêu cầu là cậu phải đưa một số lượng ngọc thì ông mới đưa cho cậu cái kiếm đó hoặc là quyển sách.
để cậu phù phép, để cậu ép lên đồ lên cho nó khỏe đó. Nhưng mà có những ông dân làng như kiểu là ông ấy sẽ yêu cầu cậu là đưa lúa cho ông ý, đưa than cho ông ý, thì ông ý sẽ trả lại cho cậu là ngọc. Vậy là có nghĩa là khi nào mà ông đòi cái đồ mà mình dễ kiếm á thì mình đổi ra ngọc, xong rồi từ ngọc đó mình đổi ra kiếm hả? Đúng rồi, chứ còn mình đi đào đi mai mà đợi để ra được cái ngọc này là thôi chắc là đến mùa quýt luôn đó. Ê thôi cũng trễ rồi đó, mình về nhà mình kiểm tra lại thử coi là con bò của con của tớ nó lớn chưa. Là cậu định nuôi nó tiếp đúng không? Nuôi nó tiếp đó, cho nó vô nhà tớ ở rồi mà, còn gì nữa, chẳng lẽ tớ đuổi nó ra khỏi nhà. Thì sao cậu lấy, cậu vừa kêu là đuổi nó ra khỏi nhà để cậu lấy lại ngôi nhà của cậu? Thì tớ nói vậy thôi chứ chẳng lẽ tớ nói chung nó đã là thú cưng của tớ rồi thì vật nuôi của tớ rồi, tớ đâu có nỡ lòng nào được. Thế cậu có ăn thịt vật nuôi của mình không? Không. Vật nuôi của tớ thì không ăn, nhưng mà không, tớ không nuôi gì đó. Thế thì ở đây cậu có 3 con bò, con nào là vật nuôi của cậu? 3 con. Cậu tính ăn nó à? Cậu có ăn không? Tớ ăn con ngoài đường. Thế cậu nuôi bò thêm để làm gì? 3 con bò này nó có thể trở thành... Nó còn đẻ nữa không? Nó có thể đẻ thành 20 con á. Thế á? Ừ. Nhưng mà ý là mình cứ cho nó ăn là nó đẻ, cho nó đúng ăn là đẻ. Nhìn 1, 2 tèn. Ừ nhờ. À thôi thế thôi ăn. Là ăn đúng không? Tại đẻ nhiều quá, đẻ dễ quá. Là... Khỏi đi tìm thức ăn. Là lương tâm của mình nó còn phụ thuộc vào số lượng đúng không ạ? Không phải, là game thôi mà. À là game thôi đúng không? Ờ đúng không? Ôi nhưng mà con bò con của tớ nó lớn chưa? Nó lớn rồi thì nó mới đây ba con. Ôi giờ nó mới nhận ra là nó lớn chưa bà, như con hai con bò lớn rồi kìa. Ừ thì nó bây giờ nó sinh sản được luôn rồi hả? Đúng rồi, nó sinh sản được rồi. Ui, cứ tầm bao nhiêu lâu là nó sẽ lớn nhờ? Ờ tớ nghĩ là khoảng 1 ngày. Cậu dẫn nó đi đâu vậy? Không lẽ cậu muốn nó ở trong nhà cậu hoài? Chứ sao cậu bảo thì bây giờ lúc đầu nhá, cậu không có chuồng mà lúc đấy trời tối thì có phải con bò nó cần một chỗ để an toàn để nó ở không? Thì cậu phải dẫn nó vô nhà là điều chắc chắn rồi, đúng không? Nhà này nhà của con bò hay nhà của cậu nào? Nhà của tớ. Không phải nhà của con bò á? Nhà của tớ. Ok, bây giờ tớ sẽ bắt thêm một con bò nữa về mà đi ở đây. Ok, rồi cậu đã có một thêm... Đàn bò. Cậu đã có một đàn bò hay 2 con à? Nhiều chưa? Yeah. Rồi bây giờ cậu, theo cậu thì một con cừu đen và một con cừu trắng, hai con cừu sẽ đẻ ra con cừu màu gì? Con cừu màu sữa. là con cừu kiểu đốm đốm. Con cừu màu sữa. Con cừu kiểu đốm đốm, giống cho đốm á, kiểu lang bang á. Khó thế nghĩ ra. Trắng trắng đen đen. Tớ tưởng cậu trả lời là một là đen hay là trắng 50-50, cậu chơi con bò sữa luôn à? Đúng rồi, nửa đen nửa trắng thì ra con bò sữa chứ. Không phải hả? Thử đi. Biết đâu ra con màu xám. Ê con màu xám là cao cấp lắm nha. Thử đi, tớ không biết luôn á. Sao con đấm nào? Ơi sao con đấm con cừu ấy? Tớ đen lộn, tớ bấm lộn chuột trái. Rồi xong nó dỗi cậu rồi. Ơi trời xin lỗi. Ê nó ẻ luôn. Nó ẻ đâu, nó ăn cỏ mà nói. Ủa trời thấy giống như nó ẻ. Rồi ra con gì đây? Rồi ra đâu? Đó con kìa. Ơ ra con màu xám rồi kìa. Màu xám gì kìa? Thì luôn hả? Ê, bây giờ mình mới biết là con cừu đen, cậu con cừu trắng, ra con cừu sáng rồi. Ê, chết ơi dạ. Ê, cưng quá à. Nó cần cái thứ trên tay cậu kìa. Ê, nhưng mà nó không ra con bò sữa à. Hai con cừu ra đẻ con bò. Ra con cừu lang beng. Không, à. Cái tính năng đấy nó chưa update. Bây giờ nói chung là mất có trương xương 3 ngày để cho hạt tiêu có thể trở thành gọi là người chủ sở hữu một cái chủng bò. Ê, nhưng mà tớ có con... Có sắt này. Sắt này là để cậu từ chết rồi. Để tớ đi cố gắng tớ sẽ cố gắng tìm thêm một vài cái quặng sắt. Tớ hy vọng là cậu có thể đủ 3 cái. 3 cái thì cậu mới có thể để đào được cái làm được cái xô ấy. Thì tớ hy vọng làm sữa hả? À, tớ sẽ cho cậu trải nghiệm cảm giác gọi là lần đầu tiên vắt sữa bò. Hạt tiêu vắt sữa bò trong Minecraft. Ôi, tớ muốn thắc mắc là con cừu nó có sữa cừu không ta? Sao cười hoài gì? Nó không có sữa cừu, bây giờ người ta ghét đúng không? Lộn, có cừu người ta không lấy sữa nhưng mà người ta lấy lông. Đúng. À là có cắt được lông cừu không? Cắt được. Thế
Muốn cắt lông cừu thì cũng phải có kéo. À là cũng phải là làm kéo bằng sắt. Đúng. Phải đi mai luôn. Đúng rồi. Còn con bò á là phải vắt sữa bằng cái xô. Là cũng phải đi mai. Đúng. Mai các bạn. Mai. Mai đi mai là mai đấy. Mai. Okay. Mai hoặc là ngày kia gì đó. Nói chung là video này rất là dài rồi. Như người bình thường ấy thì các bạn có thể hoàn thành được cái chuồng bò và chuồng gà ấy, các thứ là trong vòng một đốt nhạc các bạn. Nhưng mà với hạt tiêu là mình mất sương sương khoảng đâu đấy khoảng 40-50 phút gì đó mới xong được. Các bạn xem video có thể là video sẽ không bị dài đâu, nhưng mà mình quay là phải mất hàng tiếng đồng hồ nha các bạn vui ơi. Vui mà, cảm ơn vui không? À, thật rất vui. Ok, và rồi trong tập sau thì mình sẽ hướng dẫn hạt tiêu đi mai và đi kiếm đồ để có thể gọi là cắt lông cừu này, xong rồi thậm chí là múc sữa bò gì đó. Thì KPI nhỉ? Mình chơi vui rồi thì bây giờ đến lượt KPI là dậy đi, không ai không cứu được con đâu. Nào, bây giờ cậu cho tớ xin KPI 100k. Gái hơi to đó. Thì cần chút mình đạt được 100k rồi mà. 100k đấy là may mắn ạ. Còn lần này là hôm vừa rồi mới lên có 70k thôi mà hôm nay lên 100k rồi. Nhưng mà ngày hôm nay là tớ đã phải là nhường cả cái nhà của tớ chung bò. Hy sinh rất nhiều rồi, cho nên là hy vọng là các bạn sẽ giúp tớ cho video này được 100k để hôm sau tớ được đi mai và làm show và bắt sữa bò nha. Ok bạn ơi, và nếu như mà video này các bạn giúp cho hạt tiêu đạt được 100.000 lượt xem thì tập tiếp theo sẽ xuất hiện, còn nếu không thì ngồi đợi nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong các video sau nha. Bye bye. 100k cho tớ đi mai nha.